khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 110: Nguồn gốc của Tam Muội Thủy Sám. Trong Tam Muội Thủy Sám có ghi chép Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị bệnh một ghẻ mặt người. Chính tôn giả Ca Nặc Ca là một vị A-La-Hán đã cứu Ngài. Ca Nặc Ca tôn giả đời quá khứ có duyên với ông, đã biết được giờ khắc lúc đó ông sẽ gặp nạn, cho nên Ngài biến thành một người ăn mày, trên thân đầy ghẻ lở, rất nhiều ruồi bu bám trên thân, vừa hôi thối lại khó coi. Ngài Ca Nặc Ca tôn giả cố ý đi trên đường để Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư nhìn thấy. Lúc đó Ngài Ngộ Đạt chỉ là một người xuất gia tu hành bình thường, chưa có tên tuổi. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư sau khi nhìn thấy liền sanh tâm thương xót, đến chăm sóc cho tôn giả, giúp tôn giả trị cái bệnh này. Cái ung nhọt có cùi mũ, ông dùng miệng mà hút cái cùi mũ đó ra. Chăm sóc đến như vậy, việc này người khác không thể làm được. Đây là A-La-Hán khảo nghiệm ông. Khi vị A-La-Hán đó dưỡng bệnh sắp khỏi, liền nói với ông: về sau ông có đại nạn, ông hãy đến tìm tôi. Tôi ở núi gì đó ở Tứ Xuyên, ngọn núi đó có hai cây tùng. Ông đến cây tùng đó, lay động một cái rồi gọi tên tôi thì ông sẽ gặp tôi. Về sau đạo hạnh của ông càng ngày càng cao, làm đến quốc sư. Tâm ngạo mạn vừa nổi lên, liền bị bệnh ngay ghẻ mặt người. Hết thảy thầy thuốc không ai trị khỏi. Sau đó ông liền nghĩ đến tôn giả Ca Nặc Ca. Ta đã từng trị bệnh cho ông ấy. Ông ấy đã nói với ta, khi nào ta gặp nạn có thể đi tìm ông ấy. Thế là Ngài Ngộ Đạt liền đi đến Tứ Xuyên để tìm. Chiếu theo lời ông ấy nói, quả nhiên có hai cây tùng. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư lay động cây tùng, gọi lên cái tên Ca Nặc Ca. Khi ông vừa gọi lên thì đạo tràng liền xuất hiện. Lúc này ông mới biết được cái người trên thân đầy ghẻ nhọt chính là A-La-Hán biến hóa. Ca Nặc Ca tôn giả dùng nước từ bi tam muội rửa lành đi cái ung nhọt, trị lành bệnh cho ông. Tam muội thủy sám là do từ đây mà có, tiêu tai giải nạn là do như vậy mà ra. Ca Nặc Ca tôn giả ở Tứ Xuyên, đạo tràng của Ngài, người phàm phu thông thường chúng ta không thể trông thấy. Chúng ta ở là cõi phàm thánh đồng cư. A-La-Hán, Bồ-Tát, các Ngài nhìn thấy chúng ta không thể nhìn thấy các Ngài. A-di-đà-phật. Thank you.
Mô A Di Đà Phật. Nam